thưa các đồng chí, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành trọn niềm tin yêu, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Người ví tuổi trẻ như mùa xuân của xã hội, ươm mầm cho những ước mơ và thực hiện những hoài bão lớn. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2021. Tiếp nối những ước mơ, khát vọng hòa bình, giải phóng dân tộc và xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn thịnh, phát triển. Ngày hôm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức diễn đàn trực tuyến chủ đề Khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam. Tham dự hội nghị, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo. Về phía lãnh đạo Trung ương Đoàn, trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư, Trưởng ban Mặt trận An ninh Quốc phòng địa bàn dân cư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn. Về phía lãnh đạo Báo Tuổi Trẻ, trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Xuân Trung, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ. Đặc biệt là sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, lãnh đạo các ban, văn phòng Thành đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ, đại diện thường trực các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn, các bạn là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đang theo dõi trực tiếp tại hội trường tòa soạn Báo Tuổi Trẻ và theo dõi trực tuyến tại các điểm cầu cùng các cơ quan báo chí đã đến đưa tin cho diễn đàn. Một lần nữa nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, năm 1911, tại thành phố này, chàng thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành đã bước lên con tàu lịch sử và bắt đầu hành trình mở ra những trang vàng của dân tộc Việt Nam. Năm 1911, tại bến cảng của một đất nước chịu ách thống trị, thuộc địa của thực dân ở châu Á, có chàng thanh niên vừa tròn 21 tuổi lên một con tàu ra biển lớn, bồn ba năm châu bốn bể để tìm cách giúp đất nước mình thoát khỏi ách nô lệ. Một chàng trai quả cảm với hai bàn tay trắng và tên gọi Văn Ba, quyết vượt trùng dương bao la, quyết đi tới những chân trời xa lạ. Một chuyến ra đi khát khao tìm ra chân lý từ giá trị, tự do, bình đẳng, bác ái, nung nấu khát vọng hòa bình, độc lập cho đất nước bằng một trái tim yêu nước nồng nàn và một tâm hồn cao cả. Để rồi không lâu sau đó, chàng thanh niên ấy tự đặt tên cho mình là Nguyễn Ái Quốc, một người yêu nước, tìm kiếm tự do cho dân tộc. Từ thành phố Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Đến đâu, người cũng vừa lao động, vừa kiếm sống, vừa tìm hiểu thực tiễn các nước tư bản và thuộc địa, khảo sát các cuộc cách mạng thế giới. Thành công của cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và những điều người đọc được từ luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đã giúp cho Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, tìm thấy tự do, dân chủ, bình đẳng cho nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã bắt đầu xây dựng những nhân tố bảo đảm cho một cuộc cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, khơi gợi tinh thần đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phát triển lực lượng cách mạng, trong đó có việc thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Hơn 30 năm xa tổ quốc tìm chân lý giải phóng dân tộc, ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh. Một trang mới mở ra, đánh dấu bước khởi đầu cho thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam. Chuyến hành trình khát vọng của chàng thanh niên yêu nước 21 tuổi Nguyễn Tất Thành đã trở thành hành trình vĩ đại trong lịch sử dân tộc, là tấm gương cho ý chí quyết tâm và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Hát vang bài ca rừng sâu.
Ngày nay, với kiến thức vững vàng và kỹ năng được trang bị, tuổi trẻ thành phố nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung luôn ấp ủ cho mình nhiều khát vọng làm chủ tri thức, khát vọng làm giàu, khát vọng hội nhập và khát vọng chinh phục bản thân. Những thành tích mà các bạn trẻ đạt được tại các sân chơi, đấu trường quốc tế đã góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trong mắt bạn bè Nam Châu. Thông qua quá trình nỗ lực, phấn đấu của mỗi cá nhân để góp phần làm cho dân tộc hùng cường, phát triển, để mỗi khát vọng thanh niên là khát vọng Việt Nam. Thưa quý vị, những thước phim về hành trình lịch sử vừa rồi cũng là nguồn cảm hứng để ban tổ chức chọn chủ đề diễn đàn mang tên Khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam cho chương trình ngày hôm nay, với mong muốn là từ vai trò, vị trí, công việc của mình, mỗi người trẻ sẽ cùng có những giải pháp cụ thể, thực hiện ước mơ xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Kính thưa các đồng chí, để điều hành diễn đàn trực tuyến, ban tổ chức chương trình trân trọng giới thiệu các đồng chí chủ trì. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố. Và để mở đầu diễn đàn, xin được trân trọng kính mời đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phát biểu định hướng các nội dung trao đổi của diễn đàn. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Kính thưa tất cả các bạn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố thân mến. Hòa trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước với các hoạt động thiết thực kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2021. Và hôm nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức diễn đàn trực tuyến Khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam với đầu cầu chính tại tòa sàn Báo Tuổi Trẻ và 20 điểm cầu trực tuyến tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, là người sáng tập, rèn luyện và tổ chức nên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với lòng yêu nước nồng nàn, từ khi vào tuổi trưởng thành và trong suốt cuộc đời của mình, người đau đáu một nỗi niềm vì dân, vì nước. Nỗi niềm ấy không chỉ là cảm xúc và suy tư, mà theo năm tháng, thời gian, cùng với những trải nghiệm trực tiếp đã thôi thúc người thành khát vọng và hành động để cứu dân, cứu nước. Trong vô vàn những câu chuyện về Bác, tuổi trẻ thành phố nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung đều vô cùng ngưỡng mộ và tự hào về chuyến hành trình 30 năm của Bác trên khắp các châu lục để tìm kiếm và hiện thực hóa chân lý thời đại. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Từ thành phố này, người thanh niên yêu nước 21 tuổi Nguyễn Tất Thành đã mang theo khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, trải qua muôn vàn gian lao sóng gió, thử thách ròng rã suốt 30 năm, đi qua hầu hết các châu lục trên thế giới, qua hàng chục quốc gia khác nhau, làm đủ mọi nghề để sống và tranh đấu. Trong thế kỷ 20, hiếm có một nhà cách mạng nào có cuộc hành trình như thế, với vốn sống, kinh nghiệm và bản lĩnh tranh đấu như thế. Chuyến hành trình của Bác là bài học quý giá cho mỗi thanh niên Việt Nam để nuôi dưỡng khát vọng, ý chí quyết tâm và sự tự lực tự cường, biết khát khao và biết thực hiện. Kính thưa các đồng chí, tuổi trẻ là lứa tuổi sung sức nhất và tràn đầy ước mơ, là mùa xuân của xã hội. Lịch sử đã ghi nhận khát vọng cao đẹp của các thế hệ trẻ và những khát vọng ấy đã không ngừng phát triển, để lại dấu ấn trong từng cột mốc lịch sử. Từ câu chuyện đầy cảm hứng và khát vọng của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại trong khuôn khổ diễn đàn trực tuyến ngày hôm nay,
Khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam. Tôi rất mong các đồng chí đại biểu tham dự tại các điểm cầu quan tâm và cùng trao đổi các ý kiến liên quan đến những nội dung. Thứ nhất, đó là khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc, là những việc làm cụ thể để bồi lấp về lòng yêu nước, tinh thần tiên phong của đoàn viên thanh niên trong tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong trang bị và nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội. Thứ hai, khát vọng cống hiến của thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, sẻ chia và lan tỏa các giá trị cống hiến thông qua các phong trào tình nguyện. Thứ ba, khát vọng làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, tính chủ động của đoàn viên thanh niên trong đề án xây dựng đô thị thông minh và nền tảng chính là chuyển đổi số, các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào sáng tạo trong thanh niên để thực hiện thành phố vươn lên phát triển mạnh mẽ, cùng chia sẻ khát vọng Việt Nam hùng cường. Thứ tư, khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Thứ năm, khát vọng tự cường của thanh niên, cổ vũ ý chí vươn lên, đồng hành nâng cao thể chất, tinh thần và trang bị các kỹ năng, kiến thức hội nhập cho đoàn viên thanh niên. Kính thưa các đồng chí, khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam mang tính lịch sử, hiện thực và tương lai, quy tụ những nỗ lực không ngừng của thanh niên với lý tưởng cao cả, mang niềm khát khao chung của mọi người dân Việt Nam và của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Bằng tri thức, tính sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi xin tuyên bố khai mạc diễn đàn trực tuyến Khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam. Chúc diễn đàn của chúng ta thảo luận sôi nổi, đúc kết được nhiều vấn đề quan trọng và tìm ra được những giải pháp hay, cách làm hiệu quả cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian sắp tới để thực hiện khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phan Thị Thanh Phương. Và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời các đồng chí chủ trì sẽ điều hành phần trao đổi trong diễn đàn ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời. Thưa đồng chí đại các điểm cầu, như vậy là với chủ đề chung diễn đàn hôm nay là khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam, chúng ta sẽ tập trung thông tin trao đổi về 5 cái nhóm nội dung chính. Cái số lượng các đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến tại diễn đàn ngày hôm nay rất là lớn. Và vậy tôi đề nghị là trong quá trình chúng ta trao đổi chúng cần tập trung có trọng tâm trong việc để làm sao chúng ta có nhiều ý kiến chất lượng nhất để đảm bảo cái thời gian của chúng ta. Đây chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề đầu tiên khát vọng hòa bình độc lập của dân tộc. Và xin mời các đồng chí đại biểu hỏi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí chủ trì diễn đàn trực tuyến ngày hôm nay cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên cùng tham dự diễn đàn trực tuyến Khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam ngày hôm nay. Tôi tên là Đặng Hiếu, hiện là Phó Bí thư quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 1. Đến với diễn đàn trực tuyến ngày hôm nay thì tôi xin phép được phát biểu ý kiến về các cái nội dung hoạt động đồng hành cũng như là chăm lo cho thanh niên xuất ngũ, cũng như là tạo điều kiện để cho lực lượng quân nhân trẻ có năng lực tiếp tục cống hiến, phát huy được tại các cái đơn vị lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước cũng như là giúp gìn giữ yên bình cho thành phố. Thì kính thưa các đồng chí, như chúng ta cũng đã biết, khát vọng về một đất nước giàu mạnh, hùng cường thì đây là khát vọng của toàn thể người dân Việt Nam, thì trong đó đương nhiên là có là khát vọng của thế hệ trẻ của chúng ta. Và để có thể thực hiện được cái khát vọng đó thì điều kiện tiên quyết đó chính là độc lập cũng như là chủ quyền của đất nước. Thì do đó cái việc mà vun đắp lòng yêu nước, tinh thần xung kích nhập ngũ, xung phong, bảo vệ biên cương, biển đảo cũng như là bảo vệ Tổ quốc thì đây là một việc hết sức là quan trọng. Theo bản thân tôi thì một trong những cách hiệu quả nhất thì đó chính là cho các bạn thanh niên có thể thấy được cái tương lai của chính mình trong tương lai của đất nước, trong tương lai của thành phố. Từ đó thì thôi thúc được ý chí vươn lên cũng như là tự hoàn thiện bản thân mình của các bạn thanh niên. Bên cạnh cái việc mà vun đắp lòng yêu nước cũng như là tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và cho các bạn thanh niên thì theo tôi nghĩ một trong những cái việc làm thiết thực nhất đó chính là cái kết quả thực tiễn của các cái hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ cho các bạn thanh niên xuất ngũ. Trong thì kính thưa các đồng chí thì có thể nói trong thời gian qua thì chúng ta cũng có thấy được vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các cái nội dung hoạt động như là giới thiệu học nghề, giới thiệu học văn hóa,
giới thiệu việc làm, giới thiệu vay vốn, tổ chức các cái nội dung trang bị các kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp dành cho các đối tượng đó là thanh niên xuất ngũ. Thì đây là trong thời gian vừa qua thì cũng đã đạt được rất nhiều cái kết quả tốt, cũng như là tổ chức đoàn đã thực hiện rất tốt cái nội dung này. Bên cạnh đó thì các cơ sở đoàn thì cũng đã tích cực mời gọi các đồng chí là đảng viên, là đoàn viên, là bộ đội xuất ngũ đến để tham gia sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn tại địa phương. Từ đó thì cũng có tạo điều kiện để cho các cái đồng chí đảng viên, đoàn viên là bộ đội xuất ngũ có thể tham gia cái công tác tại địa phương, tạo điều kiện để có thể bố trí các cán bộ là cán bộ của đảng, cán bộ của chính quyền, cán bộ đoàn thể. Thì thông qua đó đây cũng là một trong những giải pháp có thể góp phần tạo nên cái tâm lý vững vàng, củng cố niềm tin cho thanh niên khi mà tham gia thi hành nghĩa vụ quân sự. Thì kính thưa các đồng chí, thì tuy nhiên thì từ những cái mặt mà chúng ta đã thấy được những cái kết quả tốt, thì bên cạnh đó thì cũng có những cái thách thức mà chúng ta cần phải đưa ra những giải pháp. Thì trong cái thời đại 4.0 hiện nay, thì bản thân tôi có đề xuất là cần phải quan tâm đầu tư hơn nữa cho đội ngũ thanh niên xuất ngũ để có thể bắt kịp cái tốc độ phát triển nhanh về ứng dụng công nghệ cũng như là nhu cầu của xã hội, và có thể là phát triển hơn về cái ứng dụng công nghệ trong cái việc đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Dạ, thì đến với diễn đàn hôm nay thì bản thân tôi có một vài ý kiến như vậy. Dạ, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên luôn mạnh khỏe, và kính chúc diễn đàn trực tuyến thành công tốt đẹp. Xin trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Đặng Hiếu là phó bí thư của quận đoàn 11. Và như vậy thì chúng ta cũng đã đến với một cái ý kiến của đồng chí ở tại điểm cầu của báo Tuổi Trẻ. Bây giờ chắc là chúng ta cũng sẽ lắng nghe những ý kiến của các đồng chí tại các điểm cầu khác. Tôi nhận thấy có sự đăng ký của quận đoàn Phú Nhuận ạ. Xin mời điểm cầu ở tại quận đoàn Phú Nhuận. Kính thưa các đồng chí chủ tọa hội nghị cùng các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, tôi tên là Huỳnh Anh Phương Thảo, phó bí thư quận đoàn Phú Nhuận. Thì đến với diễn đàn ngày hôm nay, tôi xin được phép chia sẻ về các hoạt động để tăng tình yêu quê hương, đất nước cho các bạn đoàn viên thanh niên. Thì kính thưa các đồng chí, có thể nói giáo dục truyền thống lịch sử thông qua cái di tích lịch sử văn hóa trên địa phương chính là bước đầu tiên để lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đối với lại các bạn đoàn viên thanh niên. Thì hiểu được ý nghĩa đó, các bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở cũng đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó thì đối với ban thường vụ quận đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động như là hành trình lịch sử Phú Nhuận tôi yêu để giới thiệu các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử đến các bạn đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó thì có thể nói trong hệ thống cơ sở đoàn của thành phố cũng đã có nhiều cái chương trình để các bạn đoàn viên thanh niên có thể giao lưu với các nhân chứng lịch sử để tìm hiểu về truyền thống của đất nước và đơn vị. Và bên cạnh đó, giáo dục về tình yêu quê hương, đất nước thì còn thông qua giáo dục tình yêu thương trong gia đình. Điển hình là các nội dung tổ chức hoạt động như là gia đình ba thế hệ chung ngọn cờ hồng. Thì trong những năm qua, những hoạt động chúng ta tổ chức đã tác động đến nhận thức của các bạn đoàn viên thanh niên. Và có thể thấy rằng mỗi bạn đoàn viên thanh niên đã là một tuyên truyền viên để lan tỏa tình yêu thương đến với xã hội và nhân rộng hơn nữa tình yêu thương về quê hương, đất nước. Và đến với diễn đàn ngày hôm nay thì tôi mong muốn đối với từ trung ương đến cơ sở đoàn sẽ có thêm nhiều hoạt động nữa để tăng tính giáo dục của tổ chức đoàn, giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có thể bồi đắp lý tưởng cách mạng, từ đó tăng thêm tình yêu thương đối với quê hương, đất nước và gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu tại đồng chí phó bí thư quận đoàn Phú Nhuận có nêu các cái nội dung về phát huy các cái vai trò của địa chỉ đỏ rồi di tích, cũng như là vai trò của gia đình trong cái công tác giáo dục đoàn viên thanh niên. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một ý kiến phát biểu tại điểm cầu quận Bình Thạnh. Xin mời đồng chí Trần Đoàn Hiệp, bí thư quận đoàn. Thưa các đồng chí, thì chúng ta đã biết thì hiện nay thì mạng xã hội đã phát triển rất là rộng rãi, và cái việc mà các thông tin trên các trang mạng xã hội tiếp cận đến các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt có là cái lực lượng trẻ, thì hầu như là từng bạn đều tiếp cận được thông qua điện thoại của mình. Cái mức độ mà phổ biến thì nó đã chiếm một cái số lớn rất lớn trong cái lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng trẻ hiện nay. Và trong những cái thông tin mà các bạn tiếp cận hàng ngày thì chúng ta có thể thấy đó là có rất nhiều những cái thông tin, không chỉ là thông tin tốt, nhưng nó cũng có những cái thông tin và tiêu cực, những thông tin nó mang tức là không có để lại những cái dấu ấn tốt cho các bạn trong cái việc mà suy nghĩ rồi hành động rồi những cái ý thức nhận thức và cộng đồng. Thấy được điều này thì trong cái việc mà tham gia vào cái việc giáo dục chính trị tư tưởng cũng như là xây dựng cái
đề nghị các vấn đề cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thì trong thời gian qua chúng tôi cũng đã có triển khai nhiều giải pháp để được thực hiện, tăng cường cái công tác là nắm bắt cái dư luận tư tưởng, tăng cường nguyện vọng của các bạn thanh niên khi mà các bạn tham gia vào các cái diễn đàn, các cái trang mạng xã hội rồi các cái group lớn thông tin trên các trang mạng xã hội. Cái việc này thì nó hết sức quan trọng và chính cái việc chúng ta kịp thời nắm bắt, kịp thời theo dõi thì chúng ta sẽ có những cái định hướng và thấy được là các bạn đang quan tâm đến vấn đề gì. Và chính vì cái việc mà thực hiện thường xuyên và đăng tải kịp thời thì nó giúp cho các bạn có những thông tin để định hướng liên quan đến những cái vấn đề mà giới trẻ quan tâm và những cái bài viết là không đúng, không hay trên các trang mạng xã hội, đặc biệt đó là thực hiện những cái nội dung mà vào những cái thời điểm quan trọng thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của chúng ta. Ngoài cái việc mà kịp thời để định hướng cho các bạn cần những cái bài viết của các cái trang chính thống thì chúng tôi cũng có những cái nội dung thông tin từ phía đoàn Bình Thạnh triển khai đến tất cả các cơ sở đoàn và đặc biệt đó là các cái trang cá nhân của các cán bộ đoàn của quận đoàn Bình Thạnh thì chúng tôi cũng đăng tải để trên cơ sở đó thì qua cái việc mà tiếp cận những bài viết chưa phù hợp thì có những cái thông tin nó định hướng để giúp cho các bạn hiểu đúng hơn về những cái vụ việc, những cái vấn đề mà nó gây sai trái không có phải là một cái điều đúng để cho các bạn chia sẻ và lan tỏa trên cái trang mạng xã hội. Qua cái việc mà triển khai thực hiện thực tế tại quận đoàn Bình Thạnh về việc mà đại biểu quận chính trị sự kiện các bạn thanh niên đó là các cái thông tin tiêu cực xấu độc thì chúng tôi cũng đề xuất là hiện nay cái việc mà chúng ta tuyên truyền định hướng trên các trang mạng xã hội thì về cái quân đoàn thành đoàn chúng ta cũng đã triển khai bằng các cái trang rất là cụ thể và những thông tin cũng thiết kế để thắt và thu hút. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta cũng chỉ dừng ở cái mức là định hướng, còn về các vấn đề mà đấu tranh và phản bác lại thì chúng ta cần phải có xây dựng một cái lực lượng riêng và tổ chức thành các cái nội dung mà cho nó phù hợp và có cái tính chính thống bằng các cái trang của mình. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có nhiều bài viết chúng ta đã có những cái thông tin để đấu tranh phản bác, tuy nhiên cũng có một số nội dung chúng ta cũng chưa có kịp thời. Do đó thì qua cái diễn đàn ngày hôm nay thì đề xuất với lại ban chấp hành quân đoàn chúng ta cũng có thể xem xét đối với những cái nội dung mà định hướng nó là tính chất là lan tỏa rộng rãi trên khắp cái trang mạng xã hội thì chúng ta sẽ có những cái trang chính thống để có những cái nội dung trực tiếp thể hiện quan điểm và từ cơ sở đó thì chúng tôi cũng có ở góc độ cơ sở đoàn thì chúng tôi cũng sẽ có tiếp cận và lan tỏa đến từng bạn đoàn viên thanh niên ở trên khu vực dân cư. Và qua cái nội dung diễn đàn ngày hôm nay thì thay mặt cho tôi sẽ bình luận từ các một số bài ý kiến của các bạn. Xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Trần Đoàn Hiệp, bí thư của quận đoàn Bình Thạnh. Như vậy, thông qua ý kiến trên thì chúng ta cũng thấy rằng cái vai trò rất lớn hiện nay trong quá trình tham gia tích cực vào cái công tác giáo dục đó là mạng xã hội, và sẽ khai thác mạng xã hội như thế nào cho hiệu quả cũng là một vấn đề mà tổ chức đoàn cũng sẽ đề ra trong cái quá trình sắp tới để thực hiện một cách hiệu quả nhất trong công tác giáo dục của mình. Thưa với tất cả các đồng chí, thì bên cạnh cái việc mà chúng ta thể hiện được cái khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam, đó là đẩy mạnh các công tác giáo dục về lòng yêu nước, những cái khát vọng để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Và chủ quyền đó nó được thể hiện rất là rõ nét thông qua các ba ý kiến vừa rồi. Thì nó cũng còn một cái tính chất rất là đặc thù của thanh niên, đó là tinh thần xung kích. Và như vậy thì với cái tính chất đặc thù là xung kích của thanh niên thì lại tham gia một cách rất là tích cực vào cái việc là tham gia vào an sinh xã hội và các cái hoạt động cộng đồng. Như vậy thì làm sao để tạo được những cái điều kiện, những cái môi trường để cho thanh niên chúng ta tham gia vào những cái hoạt động tình nguyện ngày càng nhiều hơn, cũng như là lan tỏa những cái giá trị xung kích này và từ đó sẽ có cái khát vọng cống hiến nhiều hơn, thì rất mong các đại biểu của chúng ta sẽ tiếp tục tham gia với các cái tuyến nội dung về lĩnh vực này. Sau đây xin mời các đại biểu chúng ta sẽ cùng tham gia về nội dung trên. Chắc là tại điểm cầu báo Tuổi Trẻ xin mời đồng chí Ngô Đình Lưu Tuyến là ủy viên ban chấp hành thành đoàn và bí thư quận đoàn Gò Vấp sẽ tham gia ý kiến đầu tiên về nội dung này. Xin mời. Kính thưa các đồng chí chủ tọa, kính thưa tất cả các bạn đoàn viên thanh niên tại các điểm cầu. Về nội dung tinh thần xung kích và đặc biệt là các tuyến nội dung liên quan tới xung kích để bảo vệ môi trường, nâng cao cái giá trị cuộc sống cũng như là chung tay góp phần xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp.
Thì hiện nay thì trong thời gian qua thì đối với quận Gò Vấp cũng như là tất cả các cơ sở đoàn, chúng ta đều có rất là nhiều các hoạt động ý nghĩa mang tính chất bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện đến với các bạn đoàn viên thanh niên. Đặc biệt có thể kể đến như các hoạt động liên quan tới việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân, các bạn đoàn viên thanh niên phân loại rác tại nguồn, các hoạt động vận động người dân xóa các biển quảng cáo sai quy định và các tuyến nội dung liên quan tới khơi thông dòng chảy, kênh rạch. Đặc biệt với các tuyến nội dung khơi thông dòng chảy kênh rạch thì trong thời gian qua quận đoàn Gò Vấp thì cũng đã phối hợp rất là nhiều với lại các quận đoàn bạn như quận đoàn 12, quận đoàn Bình Thạnh để thực hiện việc khơi thông dòng chảy, mang tính chất cái sự phối hợp với các đơn vị để góp phần chung tay giúp các người dân cũng như là cải tạo cái cảnh quan môi trường trên các tuyến kênh rạch này, cũng là một trong những nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị chúng ta đang thực hiện. Nhưng bên cạnh đó thì thực sự thì phong trào chúng ta cần phải có những cái bước đột phá hơn nữa để làm sao cái sự tuyên truyền nó càng ngày càng sâu rộng, nâng cao cái ý thức của người dân và cái hành động chúng ta phải thực sự là phải thiết thực hơn, đẩy mạnh các tuyến nội dung liên quan đến cái nâng chức, thay đổi cái nhận thức của các bạn đoàn viên thanh niên trong thời gian tới. Thì với góc độ của quận đoàn Gò Vấp thì trong thời gian sắp tới thì tập thể ban thường vụ quận đoàn cũng có đề ra các tuyến nội dung liên quan tới việc phát huy cái tinh thần xung kích bảo vệ môi trường. Thứ nhất là về việc các hoạt động tình nguyện trong các cơ sở đoàn của chúng ta thì cần phải được duy trì thường xuyên, như là các hoạt động thứ bảy tình nguyện nè, cái ngày chủ nhật xanh hoặc là 30 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp. Thì chúng ta phải thực hiện cái tuyến nội dung này một cách nó nhuần nhuyễn và mang tính chất là thường xuyên xảy ra để chúng ta biến các hoạt động này thành các thói quen đến với các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Nội dung thứ hai là sẽ phát động cái hoạt động tăng cường các mảng xanh, xây dựng các khu công viên, cải tạo các sân chơi cho các em thiếu nhi và phát triển cái khu thể dục thể thao để đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như là tăng cường sức khỏe cho người dân trên địa bàn, và chú trọng tập trung các nguồn lực và chọn các điểm để chúng ta xây dựng các khu vui chơi cho các em thiếu nhi. Bên cạnh đó thì quan trọng chú tâm tới các điểm đen, điểm về rác trên địa bàn, biến các điểm này thành các khu vui chơi, các sinh hoạt cộng đồng để người dân và các em thiếu nhi trên địa bàn có thể đến tham gia sinh hoạt, vui chơi ở đây, góp phần là xóa các điểm này trở thành một cái không gian xanh sạch đẹp, người dân có thể đến tham quan và xem cái việc phát triển các mảng các không gian xanh này nó là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá và tính đòn bẩy trong các hoạt động tình nguyện. Thứ ba là tập trung xây dựng tăng cường các sản phẩm infographic, các clip tuyên truyền với các tuyến nội dung về cái tuổi trẻ tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, về văn hóa ứng xử, và quan điểm là phải xây dựng các sản phẩm này làm sao nó thực sự là thực tế, thực sự là thiết thực, thực sự là phải sôi động để làm sao các bạn thích thú khi xem, dễ hiểu, dễ biết và gắn với lại cái tình hình thực tế, với cái nhịp đập 4.0 hiện giờ đối với các bạn. Nội dung thứ tư là sẽ cùng với lại các cơ quan chức năng trên địa bàn quận Gò Vấp, chúng ta sẽ tuyên truyền vận động các hộ dân kinh doanh cũng như là các gia đình, các bạn đoàn viên thanh niên đang có kinh doanh trên địa bàn quận sẽ thực hiện việc chuyển đổi sử dụng các túi ni lông, các sản phẩm nhựa sang việc sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, sản phẩm xanh, sạch để phục vụ cho cái việc kinh doanh sản xuất của mình ở trên địa bàn. Kính thưa các đồng chí, thì trong cái diễn đàn hôm nay thì tôi cũng xin phép được chia sẻ ngắn gọn bốn cái nội dung và những cái việc làm mà đoàn của quận Gò Vấp cũng sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới về việc chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn cũng như thành phố. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe. Xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Bí thư quận đoàn Gò Vấp. Đồng chí cũng đã trao đổi với chúng ta các cái ý kiến về cái việc phát huy cái tính xung kích của thanh niên trong cái tuyên truyền vận động người dân đảm bảo môi trường cũng như là xây dựng cái văn minh đô thị, cũng như là việc trực tiếp triển khai đảm nhận các cái công trình phần việc hết sức là cụ thể. Sau đây xin mời một ý kiến tiếp theo của một đồng chí Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời đồng chí Trần Cát Anh ở đầu cầu Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa các đồng chí, em là Trần Cát Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đây em xin phép chia sẻ những ý kiến của mình trong việc đổi mới các hoạt động tình nguyện gắn với khả năng chuyên môn của đoàn viên của thanh niên khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Thứ nhất là trong giai đoạn hiện nay thì các hoạt động tình nguyện cần phải có sự đổi mới, sáng tạo, trong đó chú trọng đến việc phát huy khả năng chuyên môn cũng như là sở trường sẵn có của người tham gia. Thông qua các hoạt động tình nguyện thì không chỉ tạo điều kiện cho người tham gia có môi trường được rèn luyện, nâng cao kiến thức, khả năng chuyên môn của mình mà nó còn góp phần phát triển kinh tế xã hội và phục vụ cho cộng đồng. Thứ hai là đối với người tham gia là sinh viên thì các hoạt động tình nguyện gần đây cũng đã được đoàn hội nhiều trường quan tâm và triển khai thông qua các dự án tình nguyện và các đội hình chuyên gắn với việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đối với trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thì trong các hoạt động tình nguyện, đoàn hội trường đã tham mưu với ban giám hiệu nhà trường cũng như là trao đổi với ban lãnh đạo các khoa khi xây dựng các chương trình đào tạo. Trong đó mình sẽ lồng ghép những cái hoạt động tình nguyện ngắn hạn vào nội dung các môn học, giúp cho sinh viên có môi trường thực tiễn và nâng cao khả năng chuyên môn, kiến thức chuyên ngành của mình phục vụ cho cộng đồng xã hội. Và cuối cùng là bên cạnh các tổ chức đoàn hội không ngừng phát triển, đổi mới các phương thức triển khai các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn thì chính bản thân người tham gia cũng cần phải có sự đổi mới, sự chủ động, đóng góp những cái ý kiến, những cái ý tưởng của mình trong các hoạt động tình nguyện. Qua đó phát huy được tổng thể sức mạnh và đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội và phục vụ cộng đồng. Thì trên đó là ba ý kiến của em về việc đổi mới sáng tạo các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn của người tham gia. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin cảm ơn đầu cầu của Đại học Mở. Như vậy chúng ta cũng đã nghe được ý kiến về những cái đề nghị để chúng ta mở rộng những hoạt động tình nguyện của các bạn sinh viên. Như vậy thì còn có một lực lượng nữa cũng tham gia rất là sâu vào cái câu chuyện hoạt động tình nguyện nhưng gắn với chuyên môn rất là cao, đó là lực lượng vũ trang. Như vậy chúng ta cũng sẽ đến với điểm cầu của Thành đoàn Thành phố Thủ Đức với ý kiến của đồng chí Phạm Hoàng Minh, Bí thư Đoàn Công an Thành phố Thủ Đức. Xin mời ạ. Kính thưa đồng chí và kính thưa người đến với diễn đàn các bọn thanh niên, các bọn Việt Nam hôm nay thay mặt cho đoàn của Công an Thủ Đức. Tôi xin trao đổi một số vấn đề về cái việc hoạt động tình nguyện để xây dựng hình ảnh người cán bộ sĩ công an dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ gắn với việc tốt nhiệm vụ giao. Thì kính thưa các đồng chí là đoàn của công an của thành phố Thủ Đức á, thì được sáp nhập từ công an quận 2 quận 9 Thủ Đức cũ với tổng đoàn viên tăng lên đến gần hơn 400 đoàn viên. Thì ngay sau khi sáp nhập, cái vấn đề đầu tiên mà đoàn phải chấp hành tâm thời của đoàn công an phố Thủ Đức phải làm, đó thứ nhất là phải kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đồng chí đoàn viên sau khi sáp nhập để kịp thời tham mưu cho đảng ủy, ban chỉ huy công an thành phố để định hướng an tâm cho các bộ sĩ và tiếp tục phấn đấu hoàn thành được cái công tác nhiệm vụ được giao sau khi sáp nhập. Thì để mà thực hiện được ngoài cái vấn đề mà thực hiện được công tác chuyên môn thì về trên cái công tác an sinh xã hội thì cái vấn đề cũng được đảng ủy, ban chỉ huy công an thành phố rất là quan tâm chỉ đạo. Thì qua đó thì trong thời gian qua thì công an phố Thủ Đức cũng tranh thủ được sự đồng tình hướng dẫn của thành đoàn thành phố Thủ Đức, của đoàn công an Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì đoàn công an phố Thủ Đức cũng đã tham mưu cho đảng ủy là tổ chức các hoạt động về nguồn, cái công tác an sinh xã hội như là chăm lo cho các bạn thanh hùng, chăm lo cho các trường hợp trẻ em cơ nhỡ, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Và trong cái đợt dịch Covid 13 thì đoàn cũng đã hỗ trợ phối hợp với thành đoàn với lại đoàn của các phường để tổ chức công tác như là chăm lo hỗ trợ các lưu yếu phẩm cho hơn 500 đồng bạc của đối với các trường hợp là công nhân lao động mà thất nghiệp trong cái đợt dịch Covid. Thì ngoài ra trong cái công tác đó thì cũng phối hợp sửa chữa các căn nhà đồng bạn, nhà đồng đội không chỉ ở địa bàn thành phố Thủ Đức mà còn ra cũng như là Tiền Giang, Bến Tre. Qua đó cũng xây dựng được hình ảnh của người là các bộ sĩ công an theo đúng như cái cuộc vận động là xây dựng người công an nhân bản lĩnh nhân văn của nhân dân phục vụ. Thì trong các vấn đề an sinh xã hội đó thì cái vấn đề mà đoàn công an phố Thủ Đức thực hiện có thể gọi là tạo được cái sự uy tín trong cái sự quan tâm và đồng tình của người dân, đây cũng là một vấn đề. Cái công trình này là cũng học từ các đơn vị bạn thôi, đó là công trình 3D xuống tận nhà làm tận tình và trao tặng tay những cái bước chân cho các trường hợp là các bệnh nhân hùng, các người già không có khả năng đi lại hoặc là các cơ sở nám cơ nhỡ trên địa bàn của thành phố Thủ Đức.
Thì ngoài việc thực hiện công tác an sinh xã hội thì đoàn công an của Đức cũng rất là nhiệt huyết, xung kích trong công tác chuyên môn, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, công tác giải quyết trật tự an toàn giao thông, kịp thời nắm bắt những cái vấn đề dư luận đang có dư luận phản cảm, thì cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an thành phố, ban giám đốc thành phố kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, những vấn đề trọng tâm trọng điểm, không để xảy ra những điểm nóng. Đến với hội nghị hôm nay thì để mà xây dựng được hình ảnh các quận sĩ công an gần gũi và thân thiện thì không phải chúng ta thực hiện đoàn công an phố, không phải là thực hiện những vấn đề là công trình, mà đó là tình cảm của tất cả các quận sĩ khi thực hiện công trình là xuống cái tận nơi để hỗ trợ, nhằm để tạo sự gắn bó gần gũi và thân thiện giữa công an, để người dân khi mà có vấn đề gì thì điều đầu tiên người dân nhớ đến đó là nhớ đến công an phố Đức, đến lực lượng của công an phường để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc người dân. Thì đến nhân dịp hôm nay thì đoàn công phố có một số cái đóng góp trao đổi lại đó, xin chúc mừng về thành công của đoàn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Đoàn Công an thành phố Thủ Đức. Báo cáo của đồng chí là như vậy, là chúng ta đã có 3 ý kiến trong cái nhóm chủ đề khát vọng cống hiến của thanh niên. Qua 3 ý kiến này chúng ta cũng đã nghe được các cái giải pháp trong cái việc phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tại các cái khối đối tượng, địa bàn dân cư, rồi sinh viên cũng như là lực lượng vũ trang. Trong cái bối cảnh hiện nay thì hội nhập quốc tế cũng như là cái sự phát triển rất là nhanh của khoa học công nghệ, thì cái việc phát huy cái tính sáng tạo của thanh niên, rồi cũng như là trang bị các kiến thức để tiếp cận khoa học công nghệ cũng hết sức quan trọng. Sau đây chúng ta sẽ đến với nhóm chủ đề thứ 3 là khát vọng làm chủ tri thức và khoa học công nghệ. Xin mời các ý kiến phát biểu. Đầu tiên xin mời ý kiến phát biểu của đồng chí Đào Vũ Hoàng Nam, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cái nôi của khoa học công nghệ. Xin mời đồng chí. Kính thưa Chủ tịch Hội nghị trực tuyến, tôi tên là Đào Vũ Hoàng Nam, Phó Bí thư Đoàn Ban sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến với cái chủ đề về cái việc mà đẩy mạnh cái hoạt động khoa học nghiên cứu công nghệ làm chủ của sinh viên, thì tôi xin cũng phát biểu một số cái ý kiến. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì các trường đại học cao đẳng trong Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì đã được trang bị kiến thức rất là vững chắc, được trang bị kỹ năng thực hành xã hội, các kiến thức liên quan tới khởi nghiệp, lập nghiệp. Tuy nhiên thì cái số đề tài cũng như cái lượng đề tài nghiên cứu khoa học vẫn chưa xứng tầm với cái quy mô của sinh viên thành phố. Thì thực trạng đó nó dẫn đến cái việc là một số sinh viên không lười nghiên cứu khoa học và không có chủ động tích lũy những cái khả năng nghiên cứu học trong quá trình mà ngồi trên ghế nhà trường. Thì theo quan điểm của tôi thì để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu học trong sinh viên thì yếu tố quan trọng nhất đó là tạo ra một cái niềm tin, niềm yêu và cái động lực nghiên cứu học cho sinh viên. Thì chúng ta cần phải chú trọng đặc biệt cải tiến đến các hoạt động của đoàn để gần gũi, tiếp xúc, quan tâm, truyền cảm hứng và động viên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Và để tạo ra được điều đó thì chúng ta chắc cần phải có 3 bước. Bước thứ nhất đó là cái vai trò của các giảng viên trẻ là đoàn viên cũng như các thầy cô giáo để mà gặp gỡ, tiếp xúc và động viên sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất, để mà có được một cái niềm tin yêu đối với nghiên cứu học. Thứ hai đó là cái việc phối hợp giữa đoàn thanh niên và các phòng học công nghệ, các bộ môn chuyên ngành để mà định hướng, hướng dẫn cho sinh viên làm từ những việc nhỏ nhất trong nghiên cứu học. Và từ đó các bạn có được một cái lý tưởng, có nghĩa là nghiên cứu học không phải chỉ là những cái đề tài nó to lớn, mà nó phải xuất phát từ những việc nhỏ nhất, từ cách viết báo như thế nào, từ phương pháp nghiên cứu như thế nào. Và cuối cùng đó là đoàn phải sáng tạo kết hợp với các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để mà tạo ra những cái sân chơi, những cái nơi để mà sinh viên có thể trao đổi và chia sẻ những cái đề tài của mình và có thể thương mại hóa những cái đề tài mà có tính ứng dụng cao. Thì đó là một số cái ý kiến của tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Đào Vũ Hoàng Nam, Bí thư của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta cũng đã thấy là làm sao để tạo được cái động lực để nghiên cứu khoa học dành cho các đối tượng thanh niên của Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là sinh viên là một trong những nội dung rất là quan trọng. Nhưng khi chúng ta có những cái sáng kiến rồi, có những cái đề tài nghiên cứu khoa học rồi, thì làm sao để đảm bảo cái tính pháp lý về
chủ quyền của việc đó thì nó cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Và đây cũng là một ý kiến đến từ đồng chí Ngô Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Quận Đoàn 3. Xin mời điểm tại đầu cầu của báo Tuổi Trẻ. Kính thưa các đồng chí chủ tọa diễn đàn, kính thưa các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố, tôi tên là Ngô Thị Hiền, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Quận Đoàn 3. Thì trong không khí rất ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay, nói về khát vọng của thanh niên trong giai đoạn mới và cũng nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác. Bản thân tôi là công dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thì trong thời gian qua cũng rất là tin tưởng và kỳ vọng về những chính sách, quy định của nhà nước và của thành phố về những hoạt động khuyến khích thanh niên trong sáng tạo, sáng chế và phát minh các ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Và một trong những vấn đề mà bản thân tôi rất là quan tâm đó là những cơ chế, giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho thanh niên ở lĩnh vực này và trong giai đoạn hiện nay. Kính thưa các đồng chí, thì chính từ sự quan tâm, trăn trở đó cùng với việc nhớ lời Bác dạy là phải luôn thượng tôn và bảo vệ pháp luật, phải làm sao để đưa pháp luật đến với cuộc sống của từng người dân, phù hợp với lợi ích của nhân dân, thì trong thời gian qua bản thân đã cùng với Ban Thường vụ Quận Đoàn đã thành lập và duy trì được điểm tư vấn pháp luật thanh niên quận 3. Cùng với sự kết nối với đội ngũ của luật sư trẻ của thành phố, thì điểm tư vấn pháp luật thanh niên quận 3 được ra đời vào năm 2019. Thì ở đây đã có là cái nơi để tư vấn miễn phí về các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp, cũng là nơi tuyên truyền giải đáp những vướng mắc pháp luật cụ thể cho đoàn viên thanh niên đối với những vấn đề về bảo hộ quyền tác giả, rồi đăng ký nhãn hiệu khi đoàn viên thanh niên hoặc là nhân dân có yêu cầu. Và những điểm tư vấn pháp luật thanh niên của quận 3 thì cũng là nơi sẽ tổ chức những cái nội dung sinh hoạt, góp ý và phản biện các dự thảo luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố cũng như là trên địa bàn của quận 3. Và bản thân suy nghĩ đây cũng chính là một trong những phương thức thiết thực để cho tổ chức đoàn có thể đồng hành với đoàn viên thanh thiếu nhi trong cái việc là bảo vệ và những cái sáng chế hay là những cái phát minh của mình. Đồng thời thì về phía thành phố và trung ương thì qua nghiên cứu các quy định thì bản thân cũng mong muốn trong thời gian tới ở cấp độ trung ương hoặc thành phố cũng sẽ có thêm những cái cơ chế, những cái chính sách cụ thể hơn trong cái việc bảo hộ cho đoàn viên thanh niên trong cái lĩnh vực sáng tạo, sáng chế và ra các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật để cho các bạn có thêm động lực trong cái lĩnh vực này bên cạnh những sân chơi hay giải thưởng như chúng ta đã có trong thời gian qua. Dạ, em cũng xin hết ạ. Xin cảm ơn đồng chí Ngô Thị Hiền, Bí thư Quận đoàn Quận 3 cũng đã trao đổi ý kiến về các cái hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp lý trong thanh niên trong các cái hoạt động sáng tạo của thanh niên. Thưa các đồng chí, thì trong cái việc thực hiện cái mục tiêu chuyển đổi số quốc gia thì cái vai trò tham gia của thanh niên là cũng hết sức quan trọng, và đặc biệt là thanh niên trong cái khối công chức viên chức triển khai các cái hoạt động áp dụng công nghệ để đảm bảo cái công tác hành chính và phục vụ nhân dân. Sau đây xin trân trọng kính mời ý kiến của đồng chí Nguyễn Huỳnh Phương Bảo, Bí thư Đoàn Sở Thông tin Truyền thông, Đoàn khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò là đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực triển khai chương trình chuyển đổi số thành phố và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thì tôi xin có một số ý kiến như sau. Thì chuyển đổi số nó không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là số hóa toàn bộ giấy tờ và là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, trên nền tảng của hạ tầng số. Như vậy thì với lợi thế của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đó là có một lực lượng đông đảo với nhiều tầng lớp trong xã hội, thì chúng ta có thể tham gia vào chương trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh ở một số điểm như sau. Thứ nhất, đó là tổ chức đoàn cần đồng hành với các cơ quan chức năng, chính quyền của thành phố để tuyên truyền và vận động người dân thông qua hệ thống tổ chức của đoàn thanh niên, khuyến khích chính bản thân đoàn viên thực hiện tự rèn luyện, cập nhật thêm kiến thức về chuyển đổi số, về đô thị thông minh, và từ đó chúng ta có thể thay đổi về tư duy, nhận thức và hiểu được những nét cơ bản nhất về chuyển đổi số. Một ví dụ nhỏ về vai trò của tổ chức đoàn trong vấn đề này, đó là ngày 15 tháng 5 năm 2021 vừa qua, thì Thành đoàn Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ ra mắt chuyến xe công nghệ, trong đó có một số nội dung về hướng dẫn kiến thức STEAM, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các hệ thống ứng dụng chung của thành phố như là cổng thông tin 1022, hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113, 1415,
Ngoài ra thì mỗi đoàn viên thanh niên cần chủ động nghiên cứu, đọc và hiểu về chương trình chuyển đổi số, chương trình đô thị thông minh của thành phố. Và tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên thì cần tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng, người dân, bạn bè hiểu về các vấn đề này. Thứ hai là thúc đẩy sở nghiệp đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo chính là cái động lực cho mọi sự thay đổi của đơn vị, tổ chức và mọi cá nhân. Tổ chức đoàn thông qua các chương trình, đề án, hoạt động cần tập trung thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên chủ động đổi mới sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Tổ chức đoàn có thể đề xuất với đảng ủy, chính quyền, cung cấp có các cơ chế để hỗ trợ cấp kinh phí, tạo điều kiện cho việc triển khai các ý tưởng, sáng kiến, đổi mới sáng tạo từ đoàn viên thanh niên. Đối với mỗi cá nhân đoàn viên thanh niên, tôi đề xuất chúng ta cần nhận thức rằng đổi mới sáng tạo chính là điều kiện và động lực để bản thân phát triển hơn, không bị lạc hậu so với sự phát triển của thế giới. Đồng thời, mỗi bản thân chúng ta phải nung nấu cho mình khát vọng, ước vọng khởi nghiệp trong môi trường công nghệ số và bối cảnh chuyển đổi số. Thứ ba là trong bối cảnh hiện nay thì chuyển đổi số đó là điều kiện tiên quyết sống còn của mọi tổ chức doanh nghiệp. Nếu như chậm chuyển đổi số thì tổ chức sản xuất kinh doanh theo lối mòn, theo phương thức truyền thống hay bảo thủ trong đổi mới sáng tạo và tư duy sẽ làm chậm quá trình phát triển của doanh nghiệp và của đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Cuối cùng thì chuyển đổi số bên cạnh mang lại những lợi ích như trên thì còn có những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội như xuất hiện nhiều hơn các cái chiêu trò lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng, tình trạng giang hồ mạng, các thủ đoạn chống phá nhà nước trên không gian mạng. Do đó, tôi đề xuất tổ chức đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên cần đóng vai trò nòng cốt, hướng dẫn và định hướng cho đoàn viên, cho xã hội nhận diện và phòng chống lại các tác động tiêu cực do quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh mang lại. Thì trong thời gian tới, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin Truyền thông sẽ thực hiện ký kết chương trình phối hợp liên tịch trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong đó, tôi tin chắc rằng đoàn thanh niên sở sẽ được lãnh đạo sở giao nhiệm vụ phối hợp trực tiếp với thành đoàn và chúng ta sẽ gắn những cái nội dung chương trình với các nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số và để đô thị thông minh. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Sau đây xin mời chúng ta sẽ đến với đầu cầu của đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với phần phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Phó Bí thư Đoàn khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm. Xin trân trọng kính mời. Thưa các đồng chí, đoàn chủ tọa, kính thưa các đồng chí, tôi Nguyễn Minh Hiếu hiện đang là Phó Bí thư Đoàn khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi mong muốn được chia sẻ về vấn đề là thực trạng khởi nghiệp sinh viên với những chính sách hỗ trợ bảo trợ trong sinh viên hiện nay. Thì như chúng ta đã biết là vấn đề sáng tạo trong nhân loại nói chung cũng như là sáng tạo của thanh thiếu niên là một phần rất là quan trọng đối với khoa học kỹ thuật, đặc biệt là đối với vấn đề trong thời kỳ đất nước hiện đại hóa, đổi mới. Thì trong những năm gần đây chúng ta thấy là ở rất nhiều những thành phố lớn cũng như là ở các địa phương tổ chức rất là nhiều những hoạt động trong nghiên cứu khởi nghiệp cho sinh viên, đặc biệt là ở các tổ chức đoàn hội nói chung cũng như là đoàn hội trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động sân chơi nghiên cứu khoa học dành tặng đến tất cả các bạn sinh viên, qua đó tìm kiếm được những tài năng cũng như là những ứng dụng thực tiễn vào đời sống. Cụ thể là những hoạt động như tại khoa tôi đang công tác là các bạn sinh viên đang ứng dụng phế phẩm đó là thân cây chuối vào trong mô hình sáng tạo ra những vật dụng sử dụng cho đời sống, hay các bạn sinh viên ở các đơn vị bạn cũng sáng tạo ra được nhiều công trình nghiên cứu như là robot hỗ trợ cho bệnh viện nè, robot hỗ trợ người già. Đó là những cái tính sáng tạo trong sinh viên, và qua các cuộc thi nghiên cứu khoa học chúng ta nhìn nhận được là những tổ chức, những cái hoạt động đó là mang đến cho sinh viên một cái môi trường cũng như là một sân chơi rất là tốt. Tuy nhiên một cái thực trạng mà chúng ta thấy hiện nay đó chính là vấn đề khởi nghiệp trong sinh viên. Chúng ta chưa có nhiều cái hoạt động cũng như là cái diễn đàn để làm thế nào mà cung cấp những cái kiến thức hỗ trợ cũng như là giúp đỡ các bạn sinh viên là biến những ý tưởng của mình, và cũng như là trong việc hỗ trợ, bổ trợ cái chính sách của sinh viên giúp cho sinh viên có thể ứng dụng được những cái ý tưởng của mình và biến nó trở thành những cái thực tế của đời sống. Qua buổi tọa đàm Khát vọng thanh niên, khát vọng sinh viên ngày hôm nay, tôi cũng mong muốn có một số đề xuất để chúng ta cùng trao đổi cũng như là chúng ta sẽ chia sẻ làm cách nào để thực trạng khởi nghiệp trong sinh viên được tốt cũng như là các công trình nghiên cứu được thực tiễn, ứng dụng vào trong thực tiễn đời sống. Thứ nhất là chúng ta nên quan tâm về cái công tác là ứng dụng, tuyên truyền trong khởi nghiệp của sinh viên. Chúng ta sẽ truyền thông những công tác cũng như là những sân chơi đến gần hơn với tất cả các sinh viên, không chỉ là sinh viên của trường mình mà là sinh viên của trường bạn trong toàn thành phố. Thứ hai là chúng ta quan tâm đến việc là tổ chức lập ra những cơ sở để có thể hỗ trợ các bạn sinh viên, có thể đó là các bạn giảng viên, là những đoàn viên trẻ,
hay là nhà trường sẽ hỗ trợ là bảo trợ, hỗ trợ cái chính sách của sinh viên, đưa những cái công trình ứng dụng của sinh viên vào trong thực tế đời sống. Qua đó chúng ta thấy được rằng là sinh viên có được cái động lực biến cái việc thụ động trong việc tiếp cận nghiên cứu khoa học thành cái việc chủ động ứng dụng những cái kiến thức của mình vào thực tiễn đời sống qua việc được đăng ký bảo trợ và hỗ trợ. Cuối cùng một cái mong muốn là lan tỏa những cái hình ảnh mà sinh viên nghiên cứu khoa học đối với tất cả ở một cơ sở cũng như là tất cả các bạn sinh viên trong thành phố được lan tỏa hơn bằng việc là nhân rộng những cái mô hình nghiên cứu khoa học của một trường đại học cũng như là ở một tổ chức đến gần hơn với tất cả các sinh viên trong cả nước. Đó là những mong muốn mà tôi chia sẻ cũng như là hy vọng cho tọa đàm trực tuyến chúng ta ngày hôm nay được diễn ra thành công. Xin trọng cảm ơn ạ. Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Phó Bí thư Đoàn Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép đồng chí chúng ta chuyển sang một ý kiến phát biểu tại đầu cầu điểm cầu báo Tuổi Trẻ. Xin mời đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn Thủ Đức. Kính thưa các đồng chí chủ tọa diễn đàn, kính thưa các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên ở các đầu cầu, về phía góc độ tôi cũng xin tham gia một số ý kiến trong diễn đàn. Kính thưa các đồng chí, thì thành phố Thủ Đức được thành lập từ đầu năm 2021 theo nghị quyết 1111 của Ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng của ba quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ, với mục tiêu là xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành thành phố sáng tạo, đô thị tương tác cao, thì đảng bộ, chính quyền cũng như là nhân dân cũng đã đề ra rất là nhiều nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu này. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là việc thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Và với yêu cầu thực tiễn cũng như là nhiệm vụ chính trị của địa phương, thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức cũng đề ra các cái giải pháp để xây dựng môi trường tương tác, trải nghiệm và ứng dụng những khoa học kỹ thuật trong thanh niên để góp phần tham gia xây dựng đô thị thông minh sáng tạo. Và các cái nội dung giải pháp này tập trung trên 3 nội dung chính như sau. Thứ nhất đó là tăng cường cái công tác tuyên truyền về những ứng dụng khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó là giới thiệu, tuyên truyền về và nhân rộng những gương thanh niên sáng tạo. Và Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức cũng xây dựng một cái giải thưởng, đó là giải thưởng thanh niên thành phố Thủ Đức sáng tạo. Trong đó thì để tuyên dương và động viên các bạn đoàn viên thanh niên có các ý tưởng sáng kiến và các cái đề tài được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Và cái nội dung thứ hai, giải pháp thứ hai đó là tạo các cái hoạt động để tăng cường sự trải nghiệm và học hỏi cho thanh niên, cụ thể là có các cái sân chơi khoa học, hội thi ý tưởng sáng tạo, ngày hội khoa học, các cái hành trình trải nghiệm đến với lại khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung, cũng như là khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao và các cái công ty xí nghiệp khác để các bạn có điều kiện tiếp cận với những ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ. Về nhóm giải pháp thứ ba, đó là việc tăng cường xây dựng các chương trình phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn của thành phố để tăng cường việc tạo môi trường cho thanh niên trên địa bàn thành phố thực hiện tham gia các cái hoạt động trải nghiệm. Thứ nhất thì báo với là các đồng chí là trong ngày 16 tháng 5 vừa qua thì trong chương trình lễ công bố quyết định thành lập Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thủ Đức, thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thủ Đức đã có ký kết chương trình liên tịch với 17 đoàn trường đại học cao đẳng trên địa bàn của thành phố. Và các nội dung thì tập trung vào các hoạt động là hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên, cũng như là đẩy mạnh các nội dung hoạt động phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào thanh niên tình nguyện. Qua đó thì tạo môi trường để cho đoàn viên thanh niên phát huy bản thân và ươm mầm những ý tưởng, thỏa mãn đam mê về nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ đó phát hiện và giới thiệu cũng như là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Về thứ hai thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng xây dựng cái nội dung chương trình phối hợp với lại khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng và đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận kiến thức mới, khởi nghiệp, chuyển đổi số, cũng như là các hoạt động truyền cảm hứng cho thanh niên trong khởi nghiệp sáng tạo. Trong cái nội dung này thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng xác lập là định kỳ sẽ tổ chức cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thủ Đức đi đến trung tâm AI của khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia. Đây cũng là một trung tâm vừa mới được khánh thành vào thời gian vừa qua. Thứ hai đó là cũng trong hiện nay thì cũng đang phát động một cái hội thi tham gia ý tưởng, cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp CIC năm 2021
và tập trung vào đối tượng là các em đang học trung học phổ thông tại 18 trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong đó thì cũng có định hướng là tập trung các em định hướng về các cái lĩnh vực về chuyển đổi số cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ. Ngoài ra thì cũng có xác lập nội dung là trong các buổi sáng thứ hai chào cờ đầu tuần sẽ có các cái buổi trao đổi để tạo cảm hứng và truyền cảm hứng cho các bạn là học sinh của các trường trung học phổ thông. Về nội dung thứ ba thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng có xác lập là sẽ xây dựng chương trình phối hợp với phòng giáo dục cũng như là phòng kinh tế khoa học công nghệ thành phố Thủ Đức để đưa các cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo này vào các trường học thông qua các cái giờ ra chơi sáng tạo cũng như là xây dựng những cái không gian sáng tạo trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn của thành phố. Và thông qua các giải pháp trên thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức cũng mong rằng sẽ giúp cho thanh niên, thanh thiếu nhi trên địa bàn của thành phố Thủ Đức sẽ bước đầu hình thành niềm đam mê và sự thích thú, cũng như là từ đó khởi nguồn tạo cảm hứng trong học tập, nghiên cứu các ứng dụng khoa học công nghệ vào việc xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành thành đô thị thông minh sáng tạo. Và trong không khí sôi nổi của diễn đàn hôm nay thì thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức kính chúc các đồng chí lãnh đạo, kính chúc quý đại biểu và các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng. Kính thưa tất cả các đồng chí, trong chủ đề của chúng ta là khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam, thì hiện nay một trong những cái khát vọng rất là cháy bỏng của thanh niên cả nước và trong đó có thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là khát vọng làm giàu chính đáng, khát vọng được lập thân, lập nghiệp và khát vọng khởi nghiệp. Tôi cho rằng đây là một trong những cái nội dung và những cái chủ đề rất được nhiều các bạn quan tâm. Và bây giờ cũng xin mời tất cả các đầu cầu của chúng ta sẽ đến với nhóm nội dung này. Đầu tiên xin mời ở đầu cầu của Đoàn trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, xin mời đồng chí Huỳnh Phú Vinh, Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, xin mời. Kính thưa các đồng chí chủ tọa hội nghị, kính thưa các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên, thì đến với chủ đề của ngày hôm nay thì tôi sẽ liên quan một số cái vấn đề về trang bị kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp cho cũng như là môi trường trải nghiệm thực tế cho các bạn thanh niên của thành phố chúng ta. Thì tôi là Huỳnh Phú Vinh, là Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Thì kính thưa các đồng chí, thì hiện nay thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là trình độ mà của các bạn sinh viên á, sau khi mà tốt nghiệp tại các trường đại học cao đẳng thì là cái số lượng mà trình độ các bạn ngày càng cao. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc mà sinh viên mà sau khi tốt nghiệp mà có cái việc làm mà đúng chuyên môn của mình á, thì nó lại có một con số này khá là thấp. Hoặc là có những cái bạn mà sinh viên chúng ta là làm những công việc mà không cần bằng cấp, hoặc là các bạn lại có những công việc là các bạn không tìm được việc làm luôn. Thì đó là theo tôi vấn đề này xuất phát từ một số nguyên nhân mà chẳng hạn như là về cá nhân các bạn, chẳng hạn như là các bạn không có định hướng được cái việc nghề nghiệp của mình trước khi mà các bạn bước vào cái bước chân vào giảng đường của đại học hoặc cao đẳng, hoặc là các bạn thiếu kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp của mình sau khi mà các bạn tốt nghiệp ra trường. Thì dưới góc độ của diễn đàn ngày hôm nay thì tôi có một số cái giải pháp về cái việc mà trang bị kiến thức nghề nghiệp thực tiễn cho các bạn sinh viên. Vì điều này thì tôi nghĩ là tổ chức đoàn chúng ta có thể cùng với các cơ sở giáo dục có thể là cùng thực nhau thực hiện được. Thì một số ý như chẳng hạn như là về việc đào tạo đào tạo chuyên môn thì cần gắn liền với quá trình mà trang bị kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp cho các bạn nghề nghiệp và cũng như là cái môi trường trải nghiệm thực tế của các bạn thanh niên. Thì chúng ta còn cũng thể là phát huy các không gian mà học tập rồi các không gian mà tự học của các bạn đoàn viên thanh niên, vì để mà phát huy được cái không gian này thì nó sẽ là một cái nơi mà cho các bạn là nơi tương tác của bạn đoàn viên thanh niên, của bạn thanh niên chúng ta, rồi là nơi giao lưu trải nghiệm giữa các bạn sinh viên giữa các ngành đào tạo khác nhau để các bạn có thể là có một cái môi trường trải nghiệm thực tế trước. Rồi đối với tổ chức đoàn hội chúng ta thì cũng là nên tăng cường kết nối với các công ty doanh nghiệp để mà tổ chức các cuộc thi, cùng nhau tổ chức các cuộc thi hoặc là tổ chức các hội thi về tay nghề, tạo thêm về môi trường trải nghiệm cho các bạn đoàn viên thanh niên, và là điểm mà kết nối cho các bạn về chúng ta là cái việc mà thực tập cho sau này khi các bạn mà chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Thì để mà các bạn không bị bỡ ngỡ với lại cái môi trường mà thực tế của các môi trường làm việc thực tế của các công ty doanh nghiệp, thì ngay trên cái giảng đường thì chúng ta thì thanh niên chúng ta là nên chủ động tham gia đầy đủ tất cả các khóa học về doanh nghiệp mà
các cơ sở dục mà chúng ta đã trang bị cho, hoặc là các bạn cũng chủ động sắp xếp được các công việc mà các bạn đi làm thêm, hoặc là chủ động được cái việc mà các bạn thể tham gia thực tập sớm tại các công ty doanh nghiệp để mà chúng ta được chủ động trang bị cho mình cái kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp, và chúng ta có thể là trải nghiệm trước cái môi trường mà tại các công ty doanh nghiệp trước khi mà chúng ta tốt nghiệp ra trường, thì để mà sau đó thì chúng ta có đủ hành trang, sau khi chúng ta tốt nghiệp rồi đó, thì chúng ta cũng có đủ được cái hành trang về thứ nhất là về kiến thức, thứ hai là về kinh nghiệm thực tế, và chúng ta cũng chuẩn bị được cái tinh thần cho mình khi mà chúng ta bắt đầu cái việc mà khởi nghiệp, lập nghiệp chúng ta. Thì đến với diễn đàn ngày hôm nay chúng tôi có một cái số ý như vậy đóng góp cho diễn đàn, thì xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Huỳnh Phú Vinh, Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây chúng ta sẽ quay trở về với điểm cầu báo Tuổi Trẻ để nghe một ý kiến đại diện khối doanh nghiệp. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hoàng Trần. Dạ vâng, kính thưa các đồng chí chủ tọa, kính thưa các đồng chí lãnh đạo cũng như là các anh chị đoàn viên thanh niên có mặt và tham gia cái sự kiện trong ngày hôm nay. Tên đầy đủ của tôi là Trần Ngọc Bình, hiện nay đang là Phó Chủ tịch của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và cũng đang là Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hoàng Trần. Ngày hôm nay ở đây thì tôi xin được có một số đóng góp ý kiến liên quan tới các vấn đề về khởi nghiệp cho thanh niên trẻ tham gia các hoạt động về khởi nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì các cái tổ chức đoàn thể cá nhân hoặc là các cái tổ chức cá nhân thôi thì thấy là cũng đã tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động khác nhau, tạo điều kiện các cái môi trường khác nhau để cho các bạn trẻ có thể tham gia học hỏi thêm, ví dụ như các cái chương trình talk show, các cái cuộc thi về khởi nghiệp, các cái dự án để cho các cái bạn trẻ có cái môi trường và không gian dành cho những cái người mà họ đam mê, họ có thể dấn thân và học hỏi thêm ở trong cái môi trường này. Thì tuy nhiên ở khía cạnh khác thì tôi nghĩ là cũng không hoàn toàn là dừng lại ở đó. Tôi nhận thấy rằng là mình có thể là với là vai trò của một của Phó Chủ tịch của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng xin có một cái đề xuất kiến nghị như sau. Cái thứ nhất là đối với phương diện của các bạn trẻ và các thanh niên thì tôi cũng mạnh dạn đề xuất là các bạn chủ động tham gia nhiều hơn các cái hoạt động về hội, các hoạt động về các cái câu lạc bộ khởi nghiệp. Và nếu được nữa thì các bạn tham gia vào một cái vai trò gì đó ở trong các cái tổ chức này, thông qua đó thì giúp cho các bạn có thêm được cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm, có thêm các cái mối quan hệ, chia sẻ, học hỏi. Và từ đó thì nó cũng sẽ bổ sung qua lại các cái việc hoạt động về cái điều hành kinh doanh, doanh nghiệp của các bạn. Hiện nay thì tôi cũng nhận thấy là có trung tâm khởi nghiệp BSSC. Đây cũng là một cái môi trường rất là tốt dành cho các cái bạn trẻ có thể khi mà có các cái dự án về khởi nghiệp thì có thể đến đây để trình bày tham gia, và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là BSSC cũng đang liên kết rất là tốt trong cái các cái hoạt động hỗ trợ về khởi nghiệp. Do vậy là đây cũng là một cái môi trường rất là tốt dành cho các bạn trẻ. Ở khía cạnh khác thì các bạn trẻ có thể là luôn luôn cố gắng bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là các cái kỹ năng cơ bản liên quan tới pháp luật hoặc là các cái kỹ năng cơ bản liên quan tới đề hình doanh nghiệp. Bởi vì là việc mà chúng ta ra khởi nghiệp mà 1 năm, 2 năm và chúng ta đi với đường dài và chúng ta tạo những cái giá trị cho khách hàng bền vững thì nó hoàn toàn khác nhau. Do vậy là tôi nghĩ rằng là các bạn cũng phải luôn luôn trang bị kiến thức cho mình, bởi vì là nó các kiến thức của về kinh tế hoặc là kinh doanh nó luôn luôn đổi mới và cũng rất là nhiều các kiến thức khác nhau ở cả trong nước cũng như là quốc tế. Và ở khía cạnh khác nữa thì tôi nhận thấy là nếu như được nữa thì các bạn có thể xây dựng các cái mục tiêu kế hoạch kinh doanh nó rõ ràng ngay từ đầu. Ví dụ như làm về mô hình kinh doanh từ trước để làm rõ là
khách hàng của mình là ai, rồi tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp mình là như thế nào. Những cái việc này nó giúp cho chúng ta khi mà bước vào kinh doanh đó, thì nó trở nên là rõ ràng và nó sẽ đi bền vững hơn. Và với cái việc mà xây dựng cái mô hình kinh doanh, nó cũng là một cái quá trình mà chúng ta cũng phải luôn hoàn thiện trong cái quá trình mà các bạn làm kinh doanh nữa, thì nó giúp cho các bạn rút ngắn cái việc mà thành công nó được nhanh hơn, hạn chế các cái việc liên quan tới cái sự thất bại hoặc là những cái vấn đề mà mình chưa lường được trước trong cái vấn đề kinh doanh của mình. Về các cái tổ chức thì tôi cũng có cái đề xuất thêm là song song đó thì cũng làm rõ các cái định hướng cho các cái người thanh niên khởi nghiệp về cái tinh thần khởi nghiệp, cũng như là cái việc mà khởi nghiệp để tạo ra giá trị nó khác với lại việc là khởi nghiệp để có thể là buôn bán hoặc kinh doanh một cái mặt hàng gì đó, thì nó cũng hoàn toàn khác nhau. Do vậy là thông qua đó thì chúng ta cũng cần phải làm rõ, tuyên truyền và thúc đẩy cho các bạn trẻ là rõ hơn với cái việc là khởi nghiệp mà tạo ra được các cái giá trị cho cộng đồng, cho xã hội, và tất nhiên là đồng thời cũng là tạo các cái lợi nhuận, giá trị cho doanh nghiệp của mình nữa. Và có thể là khuyến khích ở các cái lĩnh vực, các cái sản phẩm liên quan tới tính sáng tạo, ứng dụng cao ở trong đời sống. Thì đó là những cái ý kiến của cá nhân tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Yeah. Xin cảm ơn đồng chí Trần Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ của thành phố. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với đầu cầu tại Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. Xin nhân rộng kính mời. Thưa các đồng chí, tôi là Nguyễn Tinh, Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. Thì đến với các diễn đàn ngày hôm nay, thì tôi xin chia sẻ một cái ý kiến từ góc nhìn của một đơn vị doanh nghiệp. Thì có thể nói thì đối với các đơn vị thương mại, đặc biệt là trong ngành bán lẻ, thì cũng có lúc nào cũng rất là mong muốn có thể giới thiệu được nhiều cái sản phẩm dịch vụ mới của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị khởi nghiệp trẻ đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì cái việc kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối đối với lại các bạn khởi nghiệp trẻ nó cũng còn rất những cái hạn chế nhất định. Do đó chúng ta cũng cần quan tâm đến một số cái vấn đề sau. Cái thứ nhất là các bạn khởi nghiệp trẻ thì thường là sẽ mới bắt đầu khởi nghiệp và còn thiếu kinh nghiệm cũng như là các quan hệ để kết nối với lại các doanh nghiệp thì câu lạc bộ khởi nghiệp chúng ta đầu tư nhiều hơn cho các công tác kết nối với lại các đơn vị. Có thể là tập hợp lại các đơn vị, các bạn khởi nghiệp trẻ để cùng phối hợp với lại các đơn vị bán lẻ tổ chức những cái buổi giới thiệu sản phẩm, cái buổi trưng bày hàng hóa để tại các đơn vị kinh doanh để mà giới thiệu trực tiếp đến với các người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là cũng do các nguy cơ sản xuất mà nhỏ lẻ, thì do đó thì nhiều khi là cái sản lượng ổn định, cái chất lượng cũng như là cái hình thức bao bì sản phẩm và quy định cái thương hiệu cho mình, thì do đó thì cái sản phẩm của mình nó sẽ không có được cái ưu thế so với lại các sản phẩm của các doanh nghiệp lớn hoặc là các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó thì các bạn khởi nghiệp trẻ cũng nên quan tâm nhiều hơn đến cái việc đầu tư cho các doanh nghiệp của mình xây dựng cái thương hiệu, cái chiến lược truyền thông như là lãnh đạo cái hàng hóa của mình về cái sản lượng, cái chất lượng nó được ổn định. Tiếp thứ ba đó là hiện nay thì trong cái thời đại công nghệ ngày càng phát triển thì người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ thì quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn với cái tiện ích đi kèm với sản phẩm. Thì do đó thì các bạn khởi nghiệp cũng đang đầu tư cái lượng chất xám nhiều hơn với các sản phẩm dịch vụ của mình, vận dụng một cái công nghệ thông minh, cái thiết bị thông minh, các hãng thương mại điện tử để có thể đưa hàng hóa của mình đến gần hơn với người tiêu dùng. Và cuối cùng thì như vậy cũng có ý kiến nói là chúng ta hiện nay người tiêu dùng đang quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm mà nó hướng cộng đồng, nó hướng tới lại con người, đó là chúng ta dành nhiều cái không gian để phát triển các sản phẩm, ví dụ như là các sản phẩm thân thiện với môi trường, các sản phẩm tốt cho sức khỏe, thì như vậy sẽ nâng cao được cái giá trị của sản phẩm của mình và góp phần nâng cao sản phẩm của Việt Nam hơn có thể các sản phẩm nhập khẩu. Thì đó là một số ý kiến của tôi đối với diễn đàn ngày hôm nay, và xin cảm ơn mọi người ạ. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Vương Thủy Tiên, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.
Tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Trưởng ban Mặt trận An ninh Quốc phòng, Thành đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị, kính thưa các đồng chí cán bộ đoàn và đảng viên đang tham gia tại các điểm cầu cũng như là các bạn đọc và báo Tuổi Trẻ đang tham gia chương trình diễn đàn trực tuyến này. Xin phép là đại diện cho Hội Liên hiệp Thanh niên đơn vị đang thực hiện các hoạt động khởi nghiệp cũng xin chia sẻ với lại các đồng chí và các anh chị về một nội dung liên quan đến khởi nghiệp mà mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Như vậy thì báo cáo anh chị thì đầu năm 2021 thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã công bố một cái hệ sinh thái khởi nghiệp. Thì trong đó thì có một bản đồ về hệ sinh thái nghiệp của Việt Nam, và trong đó thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng dự có 4 đơn vị tham gia trong hệ sinh thái này và được công nhận. Thứ nhất là có Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Thứ hai nữa chúng ta có 2 cái nội dung về diễn đàn, đó chính là cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel và một cái ngày hội Startup đây. Và chúng ta có quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được công bố chính thức trên bản đồ khởi nghiệp hệ sinh thái của Việt Nam chúng ta. Và đây là cũng là một điều kiện rất thuận lợi để các bạn trẻ có thể tiếp cận và thực hiện các hoạt động khởi nghiệp ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì để hoạt động khởi nghiệp có thể mang tính chất mong muốn và khát vọng của Việt Nam chúng ta thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải quan tâm đến 2 ý. Thứ nhất là đối với lại các bạn thanh niên khởi nghiệp thì tôi nghĩ rằng là các bạn cần phải có một cái khát khao, đó chính là suy nghĩ làm sao mà chính sản phẩm khởi nghiệp của mình có thể vươn tầm và có thể là được chính người Việt Nam, được chính thanh niên Việt Nam sử dụng. Và như vậy với tâm thế đó thì cái yêu cầu về đòi hỏi, nghiên cứu, tìm tòi học hỏi và liên kết các cái khả năng của mình là điều mà các bạn quan tâm. Và như vậy thì tổ chức đoàn hội chúng ta làm gì trong cái khâu này thì đó chính là chúng ta đồng hành và sát cánh cũng như kết nối các đơn vị để giúp cho các bạn thanh niên khởi nghiệp trong quá trình của mình. Bởi vì trong mỗi khâu, trong mỗi vấn đề thì các bạn còn cần rất nhiều vị trí, rất nhiều cái thông tin. Thí dụ như là khi mà các bạn đã có sản phẩm rồi thì làm sao để sản phẩm đó trở thành một cái để có thể sản xuất được thì các bạn cần vốn. Thì chúng ta sẽ kết nối vốn cho các bạn. Rồi các bạn cần để hình thành một doanh nghiệp, hình thành một tổ chức, bộ máy thì chúng ta trao kiến thức, trao kỹ năng, trao một cái kinh nghiệm về quản trị. Khi mà các bạn cần một cái kinh nghiệm để có thể kết nối về doanh nghiệp thì chúng ta có thể kết nối với hội doanh nhân trẻ để thực hiện một cái chương trình mỗi doanh nhân một người thầy để giúp cho các bạn biết được quá trình kinh doanh và thực hiện. Như vậy thì với một bạn thanh niên khởi nghiệp chúng ta cần điều đó. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái điều thứ hai trong khởi nghiệp nữa là có thể đưa sản phẩm Việt Nam ra được quốc tế và được đón nhận và trở thành những sản phẩm nổi tiếng. Như vậy thì thanh niên Việt Nam cũng phải đón nhận việc đó, và chính người thanh niên có tinh thần khởi nghiệp lúc nào cũng suy nghĩ sản phẩm cần nêu cao chất lượng, cần có chất lượng cao hơn là chính là ấp ủ của tất cả mọi thanh niên của chúng ta. Vậy thì nếu như chúng ta thấy rằng là từ mỗi cá nhân của bạn thanh niên luôn có một khát khao, có ước vọng đó thì chắc chắn là từ những cái sản phẩm nó có thể là đơn giản, có thể là nhỏ nhưng mà nó có thể trở thành những sản phẩm mang giá trị lớn và có thể đem đến sự phát triển cho cả một thành phố và cho cả một đất nước. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái lan tỏa cái ý chí và cái khát vọng vươn lên của tổ chức đoàn hội là điều rất quan trọng. Và một ý nghĩa nữa đó chính là chúng ta lúc nào cũng phải suy nghĩ rằng là sản phẩm Việt Nam phải được chính các bạn thanh niên Việt Nam sử dụng và phát triển nó lên. Và tôi hy vọng rằng là các cơ sở tổ chức đoàn của chúng ta sẽ luôn ủng hộ các bạn thanh niên khởi nghiệp, đưa sản phẩm thanh niên khởi nghiệp có thể đến tay các bạn thanh niên. Và chính vì quá trình sử dụng chúng ta sẽ góp ý cho rất nhiều cho chính các bạn thanh niên khởi nghiệp. Xin phép có một số ý phát biểu vậy, mong các bạn sẽ có chia sẻ và cùng đồng hành với tổ chức đoàn hội trong thời gian sắp tới trong phong trào thanh niên khởi nghiệp. Xin trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta cũng vừa nghe qua các ý kiến về một cái khát vọng rất là lớn của thanh niên, khát vọng được làm giàu chính đáng, khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp, lập thân cho chính bản thân mình. Và với một cái khát vọng lớn thì chắc chắn rằng chúng ta không thể thực hiện một khát vọng lớn khi mà thể lực yếu kém. Như vậy thì thanh niên thì cần phải cải thiện rất nhiều về tinh thần, về thể lực, về sức khỏe để chúng ta có thể có sức để xây dựng và thực hiện những cái khát vọng lớn như vậy.
Vậy thì để làm sao chúng ta có thể cổ vũ cho ý chí vươn lên, để nâng cao về thể chất, tinh thần dành cho thanh niên của chúng ta, trang bị những cái kỹ năng, những cái kiến thức để thanh niên có thể hội nhập và để thực hiện cái khát vọng tự cường của thanh niên. Đây cũng là một nhóm những vấn đề rất là quan trọng. Và sau đây xin mời tất cả các đầu cầu của chúng ta sẽ đến và chia sẻ các nội dung liên quan đến vấn đề này. Có thể mở đầu cho nội dung này, xin mời đồng chí Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư quận Đằng 6, ngay tại điểm cầu của báo Tuổi Trẻ sẽ chia sẻ ý kiến của mình. Xin mời. Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị, kính thưa các bạn đoàn viên thanh niên đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Châu Trương Hoàng Thảo, hiện là Phó Bí thư quận đoàn 6, Chủ tịch Hội đồng đội quận đoàn. Và ngày hôm nay, đến với diễn đàn ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ một vấn đề liên quan đến công tác là hỗ trợ các hoạt động cho thanh niên dân tộc trên địa bàn của quận 6. Thì phải nói là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn rất đông thanh niên dân tộc, và đặc biệt là quận 6 là một trong những địa bàn có đông thanh niên dân tộc học tập, sinh sống và làm việc. Chính vì vậy thì xác định được vấn đề đó ở góc độ các cấp bộ đoàn hội của trên địa bàn quận 6 đã xác định được việc là tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên dân tộc trên địa bàn của quận thông qua việc là tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chính sách dân tộc cho thanh niên trên địa bàn của quận. Ngoài ra, hỗ trợ cho thanh niên dân tộc lập thân, lập nghiệp, phát triển và giúp cho các bạn vươn lên, thoát nghèo, vượt khó. Và đối với lại thanh niên dân tộc thì góc độ quận 6 cũng thực hiện các chính sách đặc thù dành cho thanh niên dân tộc, đó là miễn học phí dành cho các bạn là học sinh, thanh niên, đội viên, học sinh, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer trên địa bàn của quận. Ngoài ra là còn hỗ trợ học phí cho các bạn là sinh viên thuộc diện hộ nghèo là thanh niên dân tộc trên địa bàn quận. Bên cạnh đó là còn triển khai thực hiện cái đề án hỗ trợ cho học viên là nghiên cứu sinh, học cao học đối với lại các bạn là thanh niên dân tộc trên địa bàn. Bên cạnh những cái chính sách hỗ trợ đặc thù cho thanh niên dân tộc thì địa bàn quận cũng tổ chức khá là nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về những cái giáo dục lịch sử dân tộc, văn hóa, và đặc biệt là tổ chức cho các bạn giao lưu liên hoan ẩm thực, các món ăn dân tộc truyền thống để các bạn hiểu được và giữ gìn được cái giá trị văn hóa của đất nước. Đối với lại các hoạt động trên thì góc độ quận đoàn cũng thường xuyên tổ chức các nội dung chăm lo, động viên, thăm hỏi thanh niên dân tộc trong các đợt kỷ niệm Tết truyền thống, Tết cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh những cái mặt làm được đối với lại công tác chăm lo hỗ trợ cho thanh niên dân tộc thì ở góc độ Ban Thường vụ quận đoàn cũng kiến nghị các chính sách, giải pháp để tiếp tục hỗ trợ cho thanh niên dân tộc phát triển bền vững, vươn lên ý chí thoát nghèo và tiếp tục thực hiện thường xuyên hơn nữa các không gian giao lưu văn hóa và xóa bỏ những cái hủ tục văn hóa lạc hậu. Và bên cạnh đó thì cũng phải đầu tư nhiều hơn nữa các chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho các bạn thanh niên dân tộc, giúp các bạn vươn lên và làm chủ chính mình. Đó là một số ý kiến góc độ quận đoàn xin tham gia cùng với lại diễn đàn ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư quận đoàn quận 6, cũng đã trao đổi giới thiệu các cái mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc về giữ gìn bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ý kiến của một bạn sinh viên, bạn Nguyễn Hòa Kim Thái, sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí chủ tọa, kính thưa các anh chị đoàn viên thanh niên đang tham dự diễn đàn Khát vọng thanh niên, Khát vọng Việt Nam. Em tên là Nguyễn Hòa Kim Thái, là sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tham dự diễn đàn ngày hôm nay, em cũng có một số ý kiến về vấn đề tăng cường định hướng và giới thiệu các loại hình văn hóa tinh thần đến với thanh niên, cũng như là khuyến khích và động viên các bạn rèn luyện về sức khỏe, nâng cao thể lực. Thì thế hệ thanh niên ngày nay của chúng ta đã có những cơ hội rộng mở để tiếp cận với thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì cái việc mà tiếp thu văn hóa của các bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Và như chúng ta cũng đã biết, thì trước khi mà các bạn hình thành nên một cái tình yêu quê hương đất nước, xung kích bảo vệ tổ quốc, hay là nuôi cái ý chí lập thân, lập nghiệp,
làm giàu chính đáng, thì chúng ta cần phải có một cái tư tưởng chính trị, tư tưởng vững vàng và một cái tinh thần lành mạnh. Chính vì thế mà công tác định hướng giới thiệu các loại hình văn hóa tinh thần đến với thanh niên và đặc biệt là đối tượng sinh viên là vô cùng quan trọng và cần phải thực hiện trước hết. Thì đối với đối tượng sinh viên, cái việc định hướng đó sẽ giúp cho các bạn tiếp thu văn hóa một cách có chọn lọc, để từ đó có thể góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Kế đến là các bạn sẽ có một cái tư tưởng vững vàng, một tinh thần lành mạnh, cũng như là bồi dưỡng đạo đức và tâm hồn cho các bạn sinh viên, để các bạn tự do phát triển cái khả năng sáng tạo của mình và từ đó thì phát triển một xã hội năng động và đẩy mạnh hội nhập sâu rộng cùng với quốc tế. Về vấn đề thứ hai là vấn đề về nâng cao thể lực cho thanh niên, thì sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã nêu rõ một cái quan điểm là một người dân yếu ớt thì cả nước sẽ yếu ớt, mỗi người dân khỏe mạnh cả nước sẽ khỏe mạnh. Bổn phận của những người yêu nước là phải rèn luyện thể lực, và dân mạnh thì quốc mới thịnh. Chính vì thế mà cái lực lượng sinh viên hiện nay và thanh niên nói chung là trụ cột của nước nhà, thì không thể nào mà nuôi dưỡng một cái tinh thần, một cái ý chí to lớn trong một cái thân thể yếu ớt. Cho nên cái việc mà khuyến khích và động viên các bạn rèn luyện về thể chất, nâng cao sức khỏe là một cái điều rất là quan trọng. Và với vai trò là cán bộ đoàn sinh viên thì chúng em cũng đã đồng hành và lắng nghe nhu cầu của các bạn sinh viên để thiết kế những cái chương trình phù hợp hơn, mang tính sáng tạo và đẩy mạnh đổi mới những cái hình thức tuyên truyền đến sinh viên. Thì về mặt văn hóa tinh thần, hiện nay đoàn trường Đại học Kinh tế Luật cũng như là hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật đã tổ chức những cái chương trình tư vấn hoặc là đồng hành cùng với sinh viên, lắng nghe ý kiến của các bạn và tổ chức những ngày hội sinh viên giao lưu văn hóa, đặc biệt là về nhạc cụ dân tộc, âm nhạc của dân tộc. Còn về mặt nâng cao thể lực thì vừa qua đoàn trường cùng với hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật đã tổ chức rất thành công giải chạy để chào mừng 90 năm kỷ niệm thành lập đoàn, thì thu hút rất là nhiều sinh viên trong trường cũng như là sinh viên trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Và cái thứ hai nữa là tổ chức những cái chương trình hội thao giao lưu giữa cán bộ đoàn, giữa các khoa ở trường cũng như là ở ký túc xá, thì đó là những cái hình thức mà trong sinh viên đã thực hiện. Còn về kiến nghị với đoàn cấp trên thì nhân dịp tham dự diễn đàn này em cũng có một số ý kiến muốn kiến nghị. Thứ nhất là mong rằng đoàn cấp trên sẽ quan tâm để tạo dựng một cái môi trường và những cái công trình giúp rèn luyện sức khỏe cho sinh viên nói riêng và thanh niên nói chung. Thứ hai là quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng cái trách nhiệm xã hội cho thanh niên trong việc giúp thanh niên nhận rõ được cái vai trò của mình tham gia những cái loại hình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng như là sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập và nơi cư trú. Và cuối cùng là hoàn thiện những cái thể chế chính sách và đặc biệt là đẩy mạnh xã hội hóa cái vấn đề về tinh thần và vấn đề về thể lực này, và mở rộng những cái chương trình giao lưu quốc tế để sinh viên có thể gặp gỡ, giao lưu và thể hiện bản thân mình trước bạn bè quốc tế. Và vừa trên là những ý kiến của cá nhân em. Cuối cùng thì xin kính chúc các đồng chí chủ tọa và các anh chị nhiều sức khỏe. Trân trọng cảm ơn và kính chào. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Hòa Kim Thái. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại điểm cầu của đoàn khối dân chính đảng Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời ý kiến của đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên Thường vụ Thành đoàn, Bí thư đoàn khối dân chính đảng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí chủ tọa diễn đàn, thay mặt đoàn khối dân chính đảng thành phố, tôi xin phát biểu một số ý kiến liên quan đến việc đồng hành hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trong nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, kiến thức hội nhập quốc tế. Thưa với các đồng chí, đoàn khối dân chính đảng Thành phố Hồ Chí Minh là đoàn cấp huyện trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 58 cơ sở đoàn trực thuộc và được 5.000 đoàn viên thanh niên là các bạn cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang công tác, sinh hoạt tại các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố. Trong thời gian vừa qua, đoàn khối đã tập trung nhiều nội dung để góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc cho các bạn cán bộ, công chức, viên chức trẻ thông qua các hội thi, các diễn đàn, tọa đàm tiêu biểu như đoàn khối trong nhiều năm liền
đã kiên trì giải pháp tổ chức hội thi tiếng Anh cho cán bộ công chức viên chức trẻ. Chúng tôi cũng thực hiện các cái sản phẩm tuyên truyền hướng dẫn cho các bạn đoàn viên thanh niên học tập các cái từ vựng ngoại ngữ để phục vụ cho việc giao tiếp công vụ. Bên cạnh đó thì đoàn khối cũng tổ chức các lớp trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên nhằm giúp các bạn nâng cao tự tin, bản lĩnh và chất lượng lao động của mình, phục vụ tốt hơn cho người dân. Vừa qua thì Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành đề án 01 về việc hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. Đây thực sự là những chính sách có ý nghĩa rất lớn đối với việc bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức trẻ. Và trong thời gian tới, chúng tôi cũng kiến nghị đối với các cấp bộ đoàn còn sẽ có thêm nhiều cái giải pháp để giúp các bạn nâng cao chất lượng ngoại ngữ, chất lượng kỹ năng nghiệp vụ của mình, phục vụ tốt hơn nhu cầu công việc. Thứ nhất, chúng tôi cũng đề xuất có một cái kênh thông tin để kết nối các bạn cán bộ công chức viên chức trẻ và chú trọng đến cái việc là kết nối giữa các đồng chí lãnh đạo trẻ với các bạn cán bộ công chức trẻ vừa mới trúng tuyển các kỳ thi công chức. Thứ hai là xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức trẻ, trong đó chú trọng đến yếu tố thực hành, chú trọng đến yếu tố các bạn tiếp xúc với người dân và các kỹ năng kinh nghiệm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thứ ba là việc phát huy các bạn là lãnh đạo trẻ cấp phòng, cấp sở tại các sở ban ngành đoàn thể thành phố sẽ cùng nhau kết nối và đề xuất những ý tưởng sáng kiến để góp phần phục vụ cộng đồng, phục vụ người dân tốt hơn. Và cuối cùng thì thông qua các hệ thống giải pháp đó cùng với công tác giáo dục lý luận, giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị của tổ chức đoàn, thì đoàn khối và cũng hy vọng rằng các cơ sở đoàn cũng sẽ có thêm nhiều giải pháp giúp bồi đắp lý tưởng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên tại cơ quan đơn vị của mình. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và xin kính chúc các đồng chí đại biểu nhiều sức khỏe. Cảm ơn đồng chí Đăng Khoa, cảm ơn các anh chị ở đầu cầu của đoàn khối dân chính đảng. Như vậy thì báo cáo với tất cả các đại biểu chúng ta tham dự diễn đàn ngày hôm nay, chúng ta cũng đã lắng nghe rất là nhiều ý kiến tham gia về các cái nhóm vấn đề để thực hiện chủ đề khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam. Và sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phát biểu. Kính thưa các đồng chí, xin chào các đồng chí cán bộ đoàn ở 20 điểm cầu trên toàn thành phố. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tổ chức diễn đàn Khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam, kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước. Tôi đánh giá đây là một diễn đàn hết sức có ý nghĩa để chúng ta bàn về khát vọng dựng xây đất nước trong một giai đoạn mới, bàn về cách để tổ chức đoàn, tổ chức hội có thể khơi dậy và cổ vũ được khát vọng của từng bạn thanh niên Việt Nam cho một cái mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Khi nói đến khát vọng của thanh niên thì chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 21 tuổi. Tại sao một thanh niên gầy gò, một thanh niên của một dân tộc thuộc địa bị áp ức, bóc lột mà lại có một quyết tâm mãnh liệt như vậy để ra đi tìm đường cứu nước? Đấy chính là trong bác, trong người thanh niên đấy có một khát vọng, có một mong muốn, có một ham muốn tột bậc mà như bác đã nói khi trở thành chủ tịch nước. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, đó là dân tộc thì hoàn toàn độc lập, nhân dân thì hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc và ai cũng được học hành. Và chính khát vọng mãnh liệt như vậy đã thôi thúc người thanh niên đấy ra đi tìm con đường để cứu cho dân tộc mình, cứu cho đất nước mình khỏi đêm trường nô lệ. Từ câu chuyện của bác, từ khát vọng của bác ra đi tìm đường cứu nước thì chúng ta thấy là khát vọng
nó khởi nguồn từ lòng yêu nước trong sáng và chân chính. Khát vọng nó cũng bắt đầu từ thực tiễn, được hun đúc từ thực tiễn qua quá trình bác được tiếp xúc với các giới, với các nhà yêu nước ở trong nước. Bác được chứng kiến cái cảnh lầm than, khốn khổ của nhân dân mình. Bác chứng kiến cái sự dã man, độc ác của chế độ đô hộ, chế độ tay sai. Và khát vọng đấy tiếp tục được bồi đắp, thường xuyên được bồi đắp qua cái quá trình bác ra đi tìm đường cứu nước. Và cho đến mãi sau này, khi người đã trở thành lãnh tụ, đã trở thành người lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước rồi, thì cái khát vọng đấy, cái mong muốn cháy bỏng đấy vẫn tiếp tục được vun đắp để nó lớn hơn lên cùng với sự lớn mạnh của dân tộc. Cũng qua câu chuyện khát vọng của bác, chúng ta nhận thấy là từ khát vọng, từ lòng yêu nước thì tạo thành dòng chảy, tạo thành một sức mạnh dân tộc to lớn và có thể nói là tạo thành khát vọng Việt Nam trong thế kỷ 20 để chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng những đế quốc sừng sỏ nhất, để chúng ta có thể giành lại được trọn vẹn độc lập, tự do, thống nhất cho nước nhà, để chúng ta có thể vững vàng bước qua những cái khủng hoảng về kinh tế, xã hội, chính trị khi mà Liên Xô và Đông Âu tan rã, để chúng ta có thể vững vàng bước đi trên con đường đổi mới và đạt được thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói là chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Như vậy thì câu chuyện khát vọng ở đây có thể là một câu chuyện rất to lớn, nhưng nó lại được biểu hiện cụ thể trong những ước muốn hàng ngày, trong những cái mong muốn phấn đấu vươn lên hàng ngày của mỗi thanh niên chúng ta. Vậy thì khát vọng đấy sẽ được biểu hiện cụ thể như thế nào? Qua ý kiến phát biểu của các bạn và qua gợi ý của đồng chí Bí thư Thành đoàn thì tôi thấy là khát vọng đấy nó cũng không có gì là trừu tượng cả, không có gì là khó hiểu cả, mà nó chính là cái mong ước, cái quyết tâm phấn đấu vươn lên hàng ngày của mỗi thanh niên chúng ta. Đầu tiên là gì? Như các bạn nói, mình phải có một trí tuệ, phải có một thể lực tốt, đúng không? Phải có kiến thức, phải có hiểu biết, phải có phương pháp làm việc khoa học. Hay nói cách khác gì? Mỗi chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân mình hàng ngày để mình trở thành một người có ích cho xã hội này, để mình hoàn thành cái trách nhiệm của mình với chính bản thân mình. Sau đấy là gì? Khi mình đã có kiến thức, mình đã có kỹ năng, mình có sức khỏe, mình có phương pháp rồi, đúng không? Thì mình phải làm tốt nhất cái công việc hàng ngày của mình, trong lao động, trong sản xuất, trong học tập, trong công tác, trong chiến đấu, trong huấn luyện. Bác cũng vậy thôi, bác cũng vậy thôi. Bác cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên ở trên cái chuyến tàu viễn dương đấy, đúng không? Bác cũng phải học để hoàn thiện kiến thức của mình, để có thể viết báo, để có thể đấu tranh ở ngoài nước, để có thể tham gia vào các cái hoạt động yêu nước, rồi liên kết với quốc tế cộng sản để tìm ra con đường cứu nước. Như vậy là chúng ta phải làm tốt, đầu tiên làm tốt cái công việc hàng ngày mà mình đang được làm. Sinh viên thì phải học giỏi, đúng không? Phải rèn luyện sức khỏe, phải phấn đấu trở thành sinh viên năm tốt. Cán bộ đoàn chúng ta thì phải nỗ lực không ngừng để đổi mới hoạt động của mình, nội dung công tác của mình, để mang lại một cái môi trường thực tiễn sinh động nhất cho các bạn thanh niên có thể trải nghiệm và hoàn thiện mình. Thế rồi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thì phải chuyên tâm trong huấn luyện, đúng không? Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội, công an giao phó, vân vân, vân vân. Thế rồi lớn hơn nữa là gì? Đấy chính là khát vọng vươn lên để chia sẻ, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bản thân mình, của những người xung quanh, với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn, với những công việc chung của cộng đồng, của xã hội. Thì tôi cho rằng là khát vọng nghe có vẻ là trừu tượng, nghe có vẻ là khó hiểu, nhưng thực ra nó cũng rất là cụ thể, rất là dễ hiểu.
miễn là chúng ta có được một cái tinh thần trách nhiệm, có được lòng yêu nước, có được tinh thần sẻ chia thì chúng ta sẽ có khát vọng vươn lên để nỗ lực hoàn thiện mình hàng ngày và đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước. Vậy thì qua ý kiến phát biểu của các bạn, tôi thấy là cũng rất nhiều các cái sáng kiến, rất nhiều các cái đề xuất, rất nhiều các cái mô hình hay mà các bạn đã làm trong thời gian vừa qua. Tổ chức đoàn cần phải làm gì để chúng ta có thể khơi gợi, để chúng ta có thể phát huy được những khát vọng của thanh niên? Thì tôi nghĩ là ý kiến phát biểu của các bạn rất đầy đủ rồi. Tựu chung lại thì nó cũng có 3 nhóm vấn đề thôi, đúng không? Thứ nhất là chính chúng ta phải có khát vọng, đúng không? Chúng ta muốn khơi gợi, muốn phát huy, muốn hội tụ được khát vọng của thanh niên thành phố, của thanh niên Việt Nam, thì chính chúng ta phải có khát vọng. Mà khát vọng đầu tiên của những người cán bộ đoàn là gì? Là phải không ngừng sáng tạo để nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đoàn phù hợp với lại yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với lại mong muốn và nguyện vọng của thanh niên. Thay vì là chúng ta có cái gì thì chúng ta mang ra cho các bạn, thì chúng ta phải chuyển đổi lại là chúng ta phải xem các bạn cần cái gì, đúng không? Các bạn thanh niên mong muốn cái gì để chúng ta thiết kế, để chúng ta tổ chức ra các cái hoạt động, các cái phong trào phù hợp với mong muốn đấy. Thay vì là chúng ta cứ làm hết năm này qua năm khác một cái kiểu mà chúng ta nghĩ đấy là đúng, đấy là tốt, nhưng chưa chắc các bạn thanh niên đã thấy hào hứng, đã thấy hấp dẫn, thì chúng ta huy động sức sáng tạo của thanh niên, chúng ta đưa thanh niên trở thành chủ thể, trở thành người vừa thiết kế, vừa tổ chức, vừa thụ hưởng chính những phong trào do tổ chức đoàn dẫn dắt. Như vậy thì tôi thấy qua ý kiến phát biểu của các bạn ấy, 16 ý kiến ấy, thì cái việc đầu tiên chính là mỗi cán bộ đoàn chúng ta cũng phải có khát vọng để đổi mới nội dung phương thức hoạt động của đoàn, để nâng cao cái chất lượng của tổ chức chúng ta lên. Cái thứ hai thì như các bạn nói rất là chính xác, muốn mỗi thanh niên có khát vọng và có thể hiện thực hóa được khát vọng đấy thì phải khỏe, phải giỏi, đúng không? Phải có khả năng hội nhập. Như vậy thì cái chuyện chúng ta đồng hành với các bạn, trợ sức cho các bạn để các bạn lớn lên hàng ngày qua hoạt động của mình, qua công việc của mình, hết sức là quan trọng. Và phải phát hiện, phải bồi dưỡng, phải vun trồng để có ngày càng nhiều hơn các thanh niên tiên tiến làm đầu tàu dẫn dắt các bạn thanh niên khác để lan tỏa cái mong muốn dựng xây đất nước, cái khát vọng dựng xây đất nước. Và chính các bạn thanh niên tiên tiến, chính lực lượng những người tiên tiến nhất trong các tầng lớp thanh niên của chúng ta, trong các đối tượng thanh niên của chúng ta sẽ cùng với chúng ta để dẫn dắt các bạn thanh niên bước tiếp trên cái chặng đường đưa khát vọng Việt Nam trở thành hiện thực. Và cái việc thứ ba thì tôi thấy cũng hết sức là quan trọng, đấy là chúng ta phải có cái phương pháp, có cách thức sáng tạo, linh hoạt, hấp dẫn để cổ vũ, để khơi dậy những khát vọng của thanh niên Việt Nam. Mỗi thanh niên, mỗi khát vọng của thanh niên Việt Nam là một mạch nước nhỏ, thì khát vọng của thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ là một dòng sông lớn để đưa khát vọng Việt Nam vươn ra biển lớn, hội nhập với thế giới và sánh vai với các cường quốc Nam Châu như bác kính yêu hằng mong muốn. Tôi xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực cố gắng của các cấp bộ đoàn, của cán bộ đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Chính những công việc mà các bạn đang làm, chính những cái nỗ lực đổi mới, sáng tạo của các bạn, những mô hình, những cách làm hiệu quả của các bạn đã thúc đẩy công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển và thực sự đã mang lại một cái môi trường thực tiễn hết sức là sinh động để thông qua đấy khơi dậy khát vọng của thanh niên thành phố, hội tụ được khát vọng của thanh niên thành phố để thanh niên thành phố có thể đóng góp sức lực, trí tuệ, công việc của mình cho quá trình xây dựng và phát triển một thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt, phát triển nhanh và bền vững. Xin chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, giàu sáng tạo, tươi nguyên lý tưởng và nỗ lực cố gắng hơn trong thời gian tới để chúng ta cùng với nhau hiện thực hóa khát vọng thanh niên, khát vọng Việt Nam. Xin cảm ơn Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị có liên quan đã phối hợp tổ chức cái tọa đàm hết sức có ý nghĩa ngày hôm nay. Xin kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí, các bạn.
Xin trân trọng cảm ơn. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí đã tham gia trao đổi về các vấn đề trong diễn đàn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, diễn đàn trực tuyến Khát vọng thanh niên, Khát vọng Việt Nam nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021 và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2021 đến đây là kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, thường trực các cơ sở đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên đã đến tham dự cũng như là theo dõi trực tuyến tại các điểm cầu. Kính chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn và xin trân trọng kính chào.